chứ ạ. 2, 3. Em cảm thấy cái đội này nè, coi món ăn mà làm như là món đó của mấy bạn luôn hay sao? Thấy có vẻ giống như là sẽ ăn được mấy món đó hay sao? Bội nghĩ qua được tụi tôi. Ừ, em thấy rõ ràng luôn á, thái độ của người ta. Wow. Nhưng sinh ra không phải dành cho trò chơi. Thôi, ăn đi nào. Yeah. À, thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi tạo ra những trò chơi này không có dụng ý gì cả, chỉ là vô tình trùng khớp hai đội với thể hình nó khác biệt thôi, chứ cũng không có ác ý gì mấy. Ủa sao vậy? Tụi em sao nói gì tụi em cười vậy? Nhưng chơi mà tụi em có cảm giác tụi em giống như là mấy con nô lệ trong mấy cái đại gia quý tộc rồi này kia, muốn tụi em về tiêu khiển vậy đó. Cũng như bóng thì nó cứ đập vô mặt liên tục. Rồi, mời đang lên nào. Người đâu? Quá đầu tư rồi chưa? Dễ thương quá vậy. Ủa? Wow, khoai luôn. Em thích ăn khoai lang lắm. Sáng nào Duy Như cũng ăn cái này nè. Thật ra là cái menu và trong clip vừa rồi chúng ta coi đó, không có thật. Là có thật ngay thời điểm đó. Còn ngày hôm nay thì anh đầu bếp anh có việc nhà. Dạ. Yeah. Nên anh gửi khoai luộc qua cho mình ăn. Món này sáng ăn rồi. Không có thèm nữa. Vậy mà hồi nãy nhìn cái clip chảy nước miếng luôn. Chờ câu hỏi đi. Câu hỏi gì à? Cái này cũng thèm nữa hả? Vẫn thèm. Cái củ này ngon lắm nè. Củ gì? Khoai từ đúng không ạ? Khoai môn chấm đường ăn khoai ngon. Môn bên kia kìa, bên tím rồi, cho em sợ tôi nói hết quá rồi, hỏi liền ấy. Rồi, bây giờ hát bolero. Nói, ví dụ như, ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, là chị S, hát chị S tiếp. Mà có bắt buộc phải là bolero không anh? Bắt buộc bolero. Là bolero. Khó ai quyền quý cao sang là chị S. Rồi. Sao chưa thấy hồi âm thư gửi đi mấy lần. Em hát vào đó cho, em biết vào đó nè. Chưa thấy là chữ T. Chữ T là. Mà sao anh nghĩ giùm hoài vậy? Để cho em tự thử. Em không tin là đồng đội luôn á. Quá. Thôi chị chia lại cái bài đầu tiên. Cái trò này bài 2 em bài 3. Những bài vừa rồi là demo thôi. Trời ơi, làm mấy bài em biết không đó. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Bùm chất. Màu áo. Hát đi, hết câu. Xin được rồi. Màu áo đi chứ ai dễ xin, hơn. Xin cùng. Em quên mất cái mặc áo rồi gì nữa. Thôi xin. Màu áo thơ ngây xin, tôi đậm sân xin trường chủ tê dễ hơn. Tê là hát cái gì mà dễ. Tôi kể người hay nghe quá. Đời lang và điệp một chuyện tình cây đắng. Chữ đờ đó chị. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành tâm. Tê. Ủa được rồi ba. Ủa ba đứa em tự chơi với nhau vậy. Rồi ăn đi. Yeah. Rồi các bạn được ăn này thoải mái. Mời cái menu thật lòng của chúng tôi lên nào. Em tan vỡ quá vậy ta. Mấy bạn cứ vô thoải mái. Em mời chị mèo à. Ê, hát quá vậy hát thì ăn khoai đi ha. Trời ơi anh đau lắm á. Hồi nãy tưởng không có thiệt, nhưng mà không ngờ cuối cùng có. Mà mấy anh chị vẫn không được ăn. Buồn ghê. Bất gia sống hai bạn à. Ngon anh. Ngon. Ống tư giòn. Môn giòn gượm luôn á. Nghe cái món gọi rất là mềm mại ở rau và giòn ở khoai môn. Và ngọt ở hải sản. Mà cá trình ngon quá à. Bây giờ cá trình sao? Nói nào. Cá trình là nó mềm, thơm nghệ. Mà không có bị tanh mùi cá luôn á. Thử nghệ rất là thơm. Trời ơi ngon quá. Em nhìn anh ăn em còn thèm nữa mà em được ăn đó nha. Ủa? Báo trình ngon quá luôn.